Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, Giá heo hơi tại các vùng miền trong ngày hôm nay có xu hướng đi ngang, tuy nhiên mức giá bình quân tại các tỉnh thuộc thị trường miền Nam có phần nhỉnh hơn so với các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Bởi theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, giá heo hơi tại các tỉnh thành ở khu vực miền Bắc giao dịch trong khoảng giá từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Những khu vực có mức giá trên 57.000 đồng trên 1 kg không nhiều. Tại các tỉnh ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, được cho là vùng có mức giá cao nhất ở khu vực miền Bắc đặc biệt là Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam hay là đối với Hải Phòng. Những đàn heo khỏe mạnh tại các địa phương này không bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi thường bán được với mức giá cao 58.000 đồng trên 1 kg. Theo một số đầu mối, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam những ngày gần đây giao dịch sôi động hơn và giá cũng đang có xu hướng phục hồi. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, dòng siêu ba máu loại 1 tại chợ đầu mối sản súc gia cầm tỉnh Hà Nam phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có mức giá thấp hơn, dao động 53 cho đến 56.000 đồng, đặc biệt là khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Tuy nhiên vẫn có những khu vực có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg nhưng chủ yếu là những đàn heo lai, heo cỏ. Đặc biệt là những địa phương thuộc khu vực biên giới như là Lào Cai, Sơn La hay là đối với Lạng Sơn, Cao Bằng hay là Tuyên Quang. Bên cạnh đó, mặt bằng chung ở thị trường miền Nam có mức giá cao hơn bởi trong ngày hôm nay nhiều địa phương có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg thậm chí 59 cho đến 60.000 đồng cũng đã xuất hiện ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, phải kể đến một số địa phương có mức giá cao như là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu hay là đối với tỉnh Đồng Nai. Các địa phương này có mức giá bình quân 57 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Tây cũng đã chạm mốc này, đặc biệt là khu vực Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang hay là Long An và tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, theo nhận định của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, với giá thức ăn chăn nuôi ngày càng có xu hướng tăng cao thì phải đạt mức giá 60.000 đồng trên 1 kg thì người chăn nuôi với hòa vốn. Tuy nhiên hiện nay, mức giá chỉ dao động giao quanh từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc. Miền Nam thì có xu hướng nhỉnh hơn từ 2 cho đến 3 giá. Chính vì vậy mà người chăn nuôi vẫn đang chịu thua lỗ, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn đối với các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Một số địa phương thuộc thị trường miền Nam Trung Bộ khi nhận mức giá bình quân cao hơn, đặc biệt là Quảng Nam, Đà Nẵng hay là đối với Quảng Ngãi. Mức giá 56 cho đến 57.000 đồng phổ biến nhiều hơn ở các tỉnh thuộc khu vực này. Tuy nhiên heo đẹp ở một số khu vực có xuống tăng cục bộ, đặc biệt là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cao nhất cũng đạt mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, trong khi đó một số địa phương có mức giá thấp 53 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương có mức giá thấp chủ yếu rơi vào khu vực Đắk Nông hay là đối với tỉnh Con Tùm. Và chi tiết hơn, theo nhận giái hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022, ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Hà Nội trong ngày hôm nay phổ biến ra quanh mức giá từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1kg. Hưng Yên có mức giá 54 cho đến 58.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến giao quanh mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng. Ninh Bình giao quanh mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nam Định trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự. Nhiều nơi báo giá khu vực Ý Yên của tỉnh Nam Định giao quanh mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Hải Dương phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, heo chọn loại 1 có mức giá phổ biến từ 56 cho đến 58.000 đồng. Phú Thọ phổ biến mức giá 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên dao động mức giá từ 53 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 57.000 đồng. Một số địa phương báo giá cao 55 cho đến 56.000 đồng xuất hiện ở khu vực Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc trong khi đó Bắc Giang phối mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Lào Cai nhỉnh hơn một giá 53 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, hai địa phương Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Tuyền Quang dao động mức giá 50 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Cao Bằng có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Sơn La dao động mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Bắc Cạn phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay hầu như các địa phương vẫn đang có xu hướng đi ngang. Cụ thể như bà Diệp Vũng Tàu có mức giá bình quân 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đồng Nai phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quanh mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Bình Dương 55 cho đến 57.000 đồng. Bình Phước phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tây Ninh cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như là Long An phối với mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Tiền Giang trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre phối với mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Trà Vinh giao quanh mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu trong ngày hôm nay cũng có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Sóc Trăng 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh An Giang có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Cần Thơ phổ biến mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Đồng Tháp 56 cho đến 58.000 đồng. Kiên Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá của cá Mau có mức giá bình quân 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay ít có sự biến động. Thành Hóa phổ biến mức giá 52 cho đến 56.000 đồng. Nghệ An 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó Quảng Bình 53 cho đến 56.000 đồng. Quảng Trị có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Huế phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Đà Nẵng có mức giá bình quân 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Quảng Nam phổ biến mức giá 54 cho đến 58.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Phú Yên có mức giá thấp hơn 53 cho đến 56.000 đồng. Bình Định có mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng phổ biến do quanh mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có sự biến động nhẹ đối với tỉnh Gia Lai. Trong ngày hôm nay, Gia Lai phổ biến mức giá từ 55 cho đến 58.000 đồng. Đặc biệt ở huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai báo giá 59 cho đến 60.000 đồng đối với heo đẹp. Và đây là khu vực có mức giá cao nhất ở khu vực Tây Nguyên hiện nay. Trong khi đó, Con Tum phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Lâm Đồng 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhiều dự đoán cho rằng giá heo hơi ở thị trường miền Bắc chưa thể tăng mạnh ngay do vẫn có những địa phương chịu sự tác động của dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, khiến cho heo bán chạy ra vẫn khá nhiều và nguồn cung tăng cục bộ. Các đầu mối kinh doanh thịt heo đều cho rằng nguồn cung heo ngon không còn nhiều. Đây có thể là dấu hiệu giá heo hơi sẽ tăng trở lại. Nhưng có tăng đột biến hay không thì rất khó đoán. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.